Rồi, em chào cả nhà nha. Dạ. À, hôm nay cũng lại là em nữa. Dạ. À, thì lâu rồi, cũng khá là lâu. Mấy anh chị nói là bữa nào rảnh rảnh á, thì làm lại cái bộ thuốc á, hướng dẫn cái cách chăm với cách làm dùm để cho khách nhìn vô đó, đó là người ta sẽ xài sử dụng nó dễ hơn. Dạ. À, chứ mỗi lần mua, mỗi lần điện người hỏi dài sọc à. Người ta nói vậy đó. Dạ. Thì hôm nay em sẽ quay trở lại để giới thiệu cái combo thuốc của mình nha. Dạ. Cái thứ hai nữa thì em sẽ giới thiệu một số cái mã cây gì mình chơi Tết hoặc là làm giống. Dạ. Ha. Rồi chân dài của em, vũ nữ chân dài của em thì số lượng còn cũng còn nha. Cho nên là em cũng hôm nay em sẽ giới thiệu tiếp với cả nhà mình ha. Dạ. Rồi bây giờ là bữa nay mới đem về một lô cây. Rồi. Một lô gốc phôi nha. Dạ. Em dắt cả nhà mình vào xem ha. À, cái đây là cái lô phôi mới đem về này nha cả nhà. Dạ. Lô này lô nôm không nè cả nhà ơi. Nôm không ạ. Rồi. Từ từ cả nhà đón siêu phẩm không nha. Ghép gì chị? Cam đổi màu. Cam đổi màu. À, cái đó là bữa giờ bên chị bán. Dạ. Trái hàng luôn á chứ. Trái luôn hả? Đúng rồi, cam đổi màu mà bông 20 cánh đó. Dạ. Rồi cái lô này ghế đã ghê cả nhà. Cả nhà đón cái lô này nha. Dạ. Đón lô này là đẹp không à? Rồi. Cái lô này mới về mà đế đẹp đẹp không? Dạ, ở đây có mấy anh chị đang phụ nè cả nhà. À, đơn giản lắm, nhổ về nè. Dạ. Rồi, đây nè. Rồi, mé bên đây. Đây là này nhỏ về trà như cái đống chôm vậy thôi chứ đâu đất đâu gì đâu. Dạ. Nha, gốc bự cũng vậy mà gốc nhỏ cũng vậy luôn. Mình vũ bầu luôn đó nha. Vũ bầu luôn. Dạ. Rồi về cái mình vô. Nha. Vô bên đây phải không? Cắt xong rồi là mình sửa lại nè. Dạ. Cho nó dễ vô quá. Ừ. Cái khâu mà vô chậu này cũng quan trọng lắm này cả nhà. Dạ, cái vô mà trước khi vô là phải ngâm nha. Dạ. Ngâm. À, ngâm thuốc bên đây. Đúng rồi. Trước khi vô là ngâm pha cái này nè. Pha dạ. một nắp này cho 10 đến 15 lít nước nha. Rồi. Đó, pha một nắp này. Mình chơi vô xe rùa này luôn cả nhà. Đúng mình đo số lượng mà cả nhà. Rồi cái mình đổ đây, cái mình dục đây mình ngâm luôn. Dạ. Ngâm chút rồi cứ cô này mình vớt ra để đây nè. Dạ. Cái cô sẽ vô lần lần. Ừ. Vô nè. Cái nhìn nó đẹp liền hen. Đây cả nhà ơi. Vô xong thì mình trùm lại. Dạ. Ví dụ như số lượng nhiều vậy á là mình để nguyên lít lúc trước chị hay chia sẻ là trùm. Dạ. Còn như mà cây nhỏ nhỏ vậy thì mình dùng cái bịch đó mình trùm lại vậy. Dạ. Ờ, cái lô này đẹp quá. Sau khi mà mình ngâm rồi, mình tưới, mình ngâm cái này rồi đúng không? Dạ. Mình ngâm chai N39 này rồi á. Rồi. Thì mình ủ xong rồi nó lên tược. À. Nha. Bên đây là nó lên rồi nè cả nhà. Nó lên rồi nè. Dạ. Nó lên như vậy. Ừ. Nha. Đó. Rồi mé bên đây nè. Giáp vòng ha. Rồi nó lên đều hết trơn luôn hả chị ha? Toàn bộ là nuôi phôi là bằng cái này hết luôn. Dạ. Mà tông đây nè. Khi mà mình nuôi nè, em có thấy không? À, cái lúc mà nó lên đâu có đều nha. Nó dạ. Lên không có đều. Ừ. Là cũng có những cây nè, em thấy không? Nó dày. Có những cây nó hơi chậm hơn. Đúng rồi, những cây đó là mình phải tiếp tục tưới cái loại này nữa nha. À. Với tưới cái chai kích rễ vuông chầu vô đây, qua đây dạ. chị hướng dẫn cho. Mình cho cái tược mạnh mình nó ghép nó nha, nè. Cho nó khỏe cây. Hai cái chai này nè, cái cặp này nè. Dạ. Và cái đây nè. Dạ. Khi mà mình vô rồi như vậy. Ừ. Nè, là nãy là mình tới công đoạn này rồi đúng không? Dạ. Vô cái này rồi á cả nhà xịt cái chai này lên. Rồi, chai ngũ đông. Đúng rồi, xịt dạ. Hết lên. Cái chai này thì nó có thêm một cái công dụng nữa là quét lên thân á, nó dễ bị xù đó. À. Thì em thử mấy lần rồi em thấy đều là lên xù hết rồi nha. Thì dạ. Cái clip lên xù này em đã chia sẻ đến anh chị mình luôn rồi đó. Dạ. Bằng cái thực tế luôn. Ừ. Rồi xong rồi á, mình xịt lên, mình lấy đồ mình trùm lại. Trùm nó lại. Trùm nó là tưới cho ướt hết qua nha, chứ để khô queo vậy trùm không có được nha. Dạ. Tưới ướt hết một lần một nữa là pha cái này lỏng ra. Dạ. Pha một nắp này 15 đến 20 lít. Ừ. Tưới cho ướt đều hết luôn. Dạ. Xong lấy đồ trùm lại. Trùm lại sau thời gian thì sẽ lên giống như vậy. Dạ. Nha. Ừ. Sau thời gian là sẽ lên giống như vậy hết luôn. Rồi. Quá chừng luôn nè cả nhà. Thì khi nó lên như vậy rồi á là bắt đầu mình sẽ dùng hai cái chai này để mình xài. Hai cái chai đó, ba chai luôn. Dạ. Rồi lâu lâu á mình tưới này, lâu lâu tưới này, lâu lâu tưới này. Dạ. Nha. Dạ. Những cây nào suy yếu á là mình tưới hai cái này. Rồi. Ha. Dạ. Chai này là 200 lít nước, chai này cũng 200 lít nước luôn. Dạ. Nha. À, chai này là 100 lít nước ha. Ừ. Chai này nó chỉ có 25 lít nước thôi nha. Dạ. À. Rồi, là khi mà mình xài như vậy xong rồi phải không? Đây là cái gọi là cái bộ thuốc là chăm phôi, chăm gốc phôi á, nuôi mai đồ, chăm gốc phôi suy yếu, cây suy yếu tuột nhựa đồ là mình chăm cái bộ này. Dạ. Bộ này 4 chai là 350 ngàn. Rồi, 4 chai 350. Đúng rồi. Dạ. Thì đút gài á, mấy anh chị mình á là vào vụ Tết rồi đúng không? Mấy anh chị sẽ cần cái chai tạo nụ. Dạ. Đó. Tạo nụ này không được xịt trên lá nha, đừng có xịt lên mà là tưới á. Tưới với gốc nó sẽ hấp thu qua rễ, nó sẽ rất là tốt luôn nha. Dạ. Nó làm tạo nụ mà cây vẫn tốt luôn. Ừ. Thì mình vẫn sử dụng kèm với cái bộ này cho em được nha. Dạ. Mình vẫn sử dụng ví dụ như thời điểm này rồi đúng không? Mình có thể dùng cái này. Dạ.
như vậy mình vừa tưới rễ mà tưới tạo nụ luôn ha, hoặc là mình có thể dùng cái này với cái này để mình tưới tạo nụ luôn nha. Dạ, hai chai đó hay vậy. Đúng rồi, nó như vậy đó. Thì khi cả nhà mình có nhà có cây nào cần làm nụ thì mua thêm cái chai này. Dạ. Thì tổng cộng là 2, 4, 5 chai. 5 chai. 5 chai mà em bán cho mình là 400 ngàn. 400 ngàn. Trong khi đó 4 chai thì nó đã 350 ngàn rồi. Dạ, thêm 50 ngàn nữa được chai nụ. Đúng rồi, cả nhà. Đúng rồi. Thêm 50 ngàn nữa thì mình được thêm một cái chai tạo nụ này nữa. Chai tạo nụ này cũng 200 lít nước luôn nha. Dạ, mình tưới gốc nha. Rồi, còn mấy bịch này. Mấy bịch này thì cái bịch này là trị bệnh Manco Z trị bệnh đúng không? Dạ. Đó. Cái gói này là siêu phục hồi, tưới cho cây cái gốc cây nó nở to gốc, mà đặc biệt của nó là xanh lá dày lá luôn. Dạ. Ví dụ như những cây này nè, những cái cây sau lưng chị đây, ghép xong rồi mà lên vậy nè phải không? Dạ. Lên vậy nè là mình tưới cái gói phục hồi này. Dạ. Và tưới cái chai này nè là bảo đảm luôn, cực kỳ luôn, nhìn cái lá là chỉ biết mê thôi. Xanh lá dày lá luôn, còn cái này nó làm cho đi đọt. Dạ. Đi đọt mà đẻ nhánh luôn. Dạ. Nè em giờ mấy cây của chị nó đẻ nhánh nè. Dạ. Mấy cái này là hàng ghép rồi nè. Đúng rồi, ghép rồi nè, vừa lúc mà vừa tháo bịch là chị tưới cái chai này. À. Tưới cái chai này. Dạ. Rồi ở thời điểm hiện tại chị đang nó già lá rồi, bắt đầu chị xài vô cộng vô cái này nữa. Dạ, là chị xài nó dày lá lên, em nhìn cái lá nè. À, còn lâu lâu thì vẫn xịt Manco Z lên nha. Rồi. Lâu lâu thì xịt Manco Z đang phòng trừ nấm bệnh nha cả nhà. Nhất là mùa mưa này ha cả nhà. Rồi lâu lâu nữa vẫn xịt cái thằng nhện đỏ bọ trĩ nghiệp sát gầy đồ này nha. Dạ. Là lâu lâu mình cũng phải xịt, thì mấy cái gói này mấy anh chị mình á muốn mua thêm nữa thì mình mua. Dạ. Nha, là sẽ riêng còn riêng 5 chai này. Dạ. 5 chai này là chị bán là 400 nha. 5 chai thì 400. Là đủ để cho mình chăm biết bao nhiêu lâu rồi đó luôn vậy ha. Mai phôi cho tới cái hàng mai Tết luôn nha cả nhà. Đúng mai rồi. Bông luôn á. Ai chọn mai phôi á, bột một bộ mà nuôi mai phôi mai nuôi bình thường á là bốn chai, bỏ chai nụ ra là 350. Dạ. Còn thêm chai này vô thì 400. Thôi mình mua lấy cái, luôn chai đó mình để dành thôi cả nhà. Đó, cái nhà mình có cây nào mà mình để dành Tết năm nay cho nó nở á, thì mình tưới vô. Dạ. Nó tưới cái gốc á nha. Dạ. Không, chứ không phải là loại xịt lá nha. Dạ. Thì số điện thoại như giờ em để góc bên trái bên đây có gì cả nhà. Thì bộ thuốc hôm nay thì em chia sẻ lại vậy nha cả nhà. Dạ. Rồi mình giờ mình đi qua mai đi ha. Rồi. Tới cái lô chân dài của em nha cả nhà. Dạ. Thì bữa em cũng có khui rồi đó. Dạ. Hôm nay thì cũng mới có mấy ngày gì ta. Dạ. Không, thì cái cây em khui xong rồi em để vậy nè. Rồi nó cũng bình thường, quay đến cây nó đâu có héo đâu nè. Đâu, để em quay trên cái cây. Mà đi em cắt lại nha. Dạ. Em cắt em tỉa lại là em nuôi lại nha cả nhà. Dạ. Nè, cắt em để lại ha. Rồi. Cây vẫn bình thường nha. Cái bộ chân dài bữa hai chị em khui, nếu mà cả nhà chưa coi clip trước thì cả nhà xem clip này thành phẩm sẵn luôn rồi nha cả nhà. Đó. Cái bộ rễ của nó là như vậy. Chừng luôn. Cây số lượng là bữa giờ cả nhà điện hỏi là còn nhiều không, còn nhiều còn không, còn không. Dạ. Thì còn nha. Nè. Dạ. Cái hàng này là em lựa vô nè cả nhà. Nè. Dạ. Hàng này là mai giấu ghiên hả chị? Mai giấu ghiên á, mai giấu ghiên nha, khoan cái nhà. Nè hỏi nha, cho cả nhà cho em hỏi cái nhà đó, em lựa cây gì em giao nè. Ôi ôi. Nó coi có gọi là được không? Mấy cây này là nó cao hơn chi trà luôn nè cả nhà. Cao hơn luôn. Ồ. Bị gì chứ ta cũng có vậy? Cao đâu. Hả? Bị gì giống vậy chị cũng có cao đâu mà. Hàng này cái nhà mình nó cao hơn chị. Đó. Giống vậy chị cũng có cao bao nhiêu đâu mà nói cây mai cao hơn chị. À, cái này mình giao lưu với giá là 300 ngàn cây bữa đúng không rồi, chị? Đúng rồi, ai lấy cây lùng thì mình lấy mấy cây vậy nè nha. Nó dạ. Lùng là nó ngon lắm nè. Rồi, 300 ngàn cây. Thích cao thì người ta lấy cao nha. Một cặp thì nhà vườn bao ship nha cả nhà. Tại đúng mới rồi. Quay đây cho nên em còn nhớ giá. Ừ. Một cặp là bao ship, bánh như bao ship đó. Cái này nó cũng có nụ cái nhà nụ mình chơi Tết luôn rồi. Nụ hết trơn rồi nha. Rồi, nó có ôm kim nè cả nhà. Cây là như vậy không nè. Dạ. Rồi cây giờ như vậy không nè. Là cây như vậy không luôn á nha. Ồ cây này là em nuôi 2 mùa rồi. 2 mùa rồi. Nay nữa là 2 mùa, nếu mà cả nhà có xem theo dõi cái clip bên em là sẽ biết được cái lúc mà em mới làm là em cũng có khi quay clip là em cũng có quay ké vô nữa đó. Dạ. Cái này là 600 một cặp nha cả nhà. 600 một cặp bao ship nha cả nha. Vũ nữ chân dài nha. Đó, rễ nó đó ha, nghĩa là rễ cái cho cả nhà xem nha, bộ rễ của nó là như vậy đó nha. Dạ, đây cả nhà cái bộ rễ của nó nè. Đã ghê không? Đó, hôm bữa em đo là nhiêu ta? Cái ống là lúc mình làm là làm 4 tấc á, mình làm cái ống là 4 tấc. Dạ, nó còn ăn xuống tới dưới luôn rồi nè, thấy không? Dạ. Xách cái cây lên nè. Thì em gửi là em gửi cây giống vậy cả nhà, mình về mình nhận mình khui ra giùm em hết cả nhà. Nó tương tự như những cái cây này nha. Rất là đẹp luôn, mấy gốc nó cũng bự hết cả nhà. Rồi tới cái lô mà lô sữa rễ nha. Dạ. Cái lô này là lô sữa rễ nước ba. Nước ba cái nhà hàng. Mình kêu tạm thời mình kêu bằng nước ba đi nha. Dạ. Nói chung là nó đã hoàn thiện rồi. Mình dạ. Về mình chỉ đi việc để về trồng thôi nha. Dạ, để em rửa ra cái nha. Trời ơi, cái cây này nó sâu quá cơ nha. Mấy cây này là cành nhánh đã luôn nè.
Cây đó nó nằm hơi sâu. Đó đó, được đó. Sâu. Ừ. Rồi, ghế là ghế là dữ lắm, ghế luôn á. Nè. Nè. Rồi. Trời ơi. Quá chừng luôn nè. Cái này là giảo riêng nha, em bao. Cũng là giảo riêng luôn. Là 90% cho mình. Dạ. Bây giờ là tùy vào một cái nhà vườn, ví dụ như em bao cả nhà cảm thấy tin tưởng ở chỗ em, dạ, em sẽ ủng hộ nha. Dạ. Chứ còn bây giờ nói mình nói bằng cái miệng không thì cũng không được, có bữa thì có nở bông, có bữa nó không nở, lấy đâu coi. Dạ. Nha. Dạ. Nhưng rồi, mà cái này là em bán nay nữa là năm thứ ba rồi nha cả nhà. Dạ. Thì em thấy rất là ổn luôn nha. Dạ. Rất là ok luôn. Dạ, à, đây cả nhà, cái bông này cả nhà. Ủa cái rễ nè cả nhà. Trời ơi. Trưa nắng với em lẹo luôn. Sản rồi. Rồi. Dạ. Cái này là em bán 100 ngàn một cây nha cả nhà. 100 ngàn một cây. 5 cây là em sẽ bao ship cho mình luôn nha. Dạ rồi. Rễ là cực kỳ đẹp luôn, rễ dạ, nó đẹp lắm. Có chỗ mình về mình trồng đất hết cả nhà, ngon lành luôn ha. Thì bên cạnh đó đó là em cũng có bán những cây mai con nha, mai dạ, con mà loại giảo á. Dạ. Thì cả nhà mình mua về có thể làm nha. Dạ. Cái loại này là loại giảo đó đó. Dạ. Là em bán á, cây này cây cắt rễ chuột rồi nha. Dạ. Cây này là cây cắt rễ chuột hết luôn cho mình luôn, nó còn có rễ ngang không à. Dạ. Thì lô này em bán là 6.000 một cây. 6.000 cây này một là cây giảo ghim nha. Dạ. Cây này là cái cây giảo ghim, là khi mà em làm lên nước đó là em phải lượt đi một lần nữa nha. Dạ. Thì cái này á, mức độ mà mặt bông của nó chuẩn chưa đến 90% nha. Dạ. Nói 90% là không có đúng. À. Khi em làm lại một lần nữa em sẽ lượt lại nữa. Dạ. Em làm lên nước 3 giống như lúc nãy là em lượt nữa. Dạ. Thì mới ra 90%. Dạ. Còn cái này là chưa được 90% nha. Rồi, 6.000 một cây hả chị? Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tầm bông của nó nằm ở là 70% nha. Dạ. Là chắc chắn luôn, là chắc chắn. Dạ. Là bởi vì là mình lấy cái hột á là lấy mình lấy nghịch mùa ha. Nghịch mà với giả lại thì mới lấy hột đợt sau này ương lên nè mới dạ, được nhiêu đây, trong khi của người ta giờ nó bự chảng. Dạ. Của mình nó có nhiêu đây thôi. Dạ. Và số lượng em cũng không có nhiều hung nha cả nhà. Mình có mình mấy anh chị làm nhiều khi nói nhiều hung đặt ngàn, 2.000. Ừ. Là nhiều khi ngàn thì có chứ cũng không có nhiều. Dạ. lần được có mấy lít hộp ha. Rồi, còn bên đây tứ bên quý. Bên đây là tứ quý thì 5.000 cây. Dạ. Tứ quý đó là tứ quý cắt rễ luôn nha. Tứ quý cũng cắt rễ luôn cả đúng nhà. Đúng rồi. Dạ. Có tứ quý làm rễ luôn. À. Nãy chị đem vô trong nhà đặng chị giao cho người ta nè. À. Hàng này thì mình làm nôm đẹp lắm cả nhà. Nè, cái tứ quý mà chị làm rễ nè. Dạ. Tứ quý sắp rễ nè cả nhà. Rồi bây giờ mình moi ra thử nha cả nhà. Mình rửa ra. Tứ quý thì rễ nó không có nhiều bằng mai vàng hả chị? Đúng rồi, rễ nó mắc cười lắm. Mai tứ quý mà quấn rễ rồi sắp rễ đồ này cũng ít có cả nhà ơi. Hàng này là mình đã sắp cho cả nhà luôn rồi. Đó. Chậu này là chậu C8 nha. Nó phải làm vậy nè, nó không có giống cái mai vàng được. Ừ. Cái rễ nó cũng không có vàng được như mai vàng nữa cả nhà. Cộng rễ cũng không có bự giống vậy nữa. Trời em coi kìa. Cái gốc á thì bự chảng vậy đó. Dạ, đây cả nhà cái bộ rễ của nó nè. Đó, à, nó vậy đó nha. Rồi. Cái loại này thì chị bán là 70.000 cây nha. Cây này là 70.000 cây. Đúng rồi, 70.000. Dạ. Tứ quý nó cũng lầu lớn lắm cả nhà ơi. Lầu trời ơi mà khó làm quá, chị cũng không có làm nhiều nữa. Dạ. Làm lần ít chị có bán, tại vì bữa giờ khách cũng hỏi á. Ừ, thì chị cũng làm. Có vàng, có tứ quý luôn cả nhà ha. Cái nhà mình sưu tầm vài cây về mình làm mà chơi. Nó chậm dữ lắm. Chậm mà mới mắc nản luôn á cả nhà ơi. Chậm mà mới muốn mình có mới hay ha. Rồi bữa nay em còn 10 mã số này nha cả nhà. Dạ. Em quay cho cả nhà mình xem, nếu mà thấy được thì ủng hộ giùm cho em nha. Dạ rồi. Một cây này là một cái cây bạch mai Tân Châu nha. Bạch mai Tân Châu nha cả nhà. Cái bông em để bên đây, cả nhà mình tham khảo cái bông cả nhà. Rồi, cái cây này là em bán là 250 nha cả nhà. Rồi, hàng mình làm giống nè cả nhà ơi. Dạ, 250.000, cây này mình ghép được mấy chọc chứ? 20 ghép. 20 ghép nha. Dạ. À, cây này là 250 nha. Rồi, mình ghép gốc vườn để cũ nha cả nhà nha. Ghép gốc vườn để cũ luôn để coi cũ này nhiêu ta. Dạ. Bạch mai Tân Châu cả nhà. 14. 14. Cái cũ là 14 nha cả nhà. Dạ. Rồi một cái cây giảo hoàng kim nha cả nhà. Giảo hoàng kim gốc vườn luôn. Cái cây này là 500 nha. Mình ghép được 30 ghép nha cả nhà. Cái rồi, thân nó lượn lượn vậy nè nha. Dạ. Cái mấy cái bò dài nó dài hơn gang tay nha cả nhà. Rồi cho em xin cái thông số cái cây luôn. Giảo hoàng kim giống mới nhất bây giờ. Cả 20 nhà mình, vậy em ơi. Chưa có giống này cả nhà mình tham khảo. À mình đo luôn cái nhánh bên đây luôn hen. Không có, không biết nữa, đo giờ đo ngay đây nè. Ủa đâu? Nãy giờ đó sao ta? Đó vậy hả? Đo vậy một cái, hồi đó đo trên đây một cái nữa kìa. Vậy thì nó 19. 19, đo trên đây một cái vậy giùm em kìa. Thôi mình đo 19 thì chắc ăn. Rồi gọi vậy nó đi. Nó nhỏ hơn là thường không, nó đừng có lớn rồi, ra ngoài nó nhỏ. Cây này nhiêu chị? Cây này là 500 nha cả nhà. 500 ngàn bao xíu. Cây này là em ghép 3 bo nha. 3 chột cả nhà ơi. Đây cả nhà mình đang đi nhánh ngang nè.
À, nó đi trèo ra nè ha. À, mới ban đầu á, mình mới ban đầu chị nói tội hoàng kim nó giống bình lợi quá ta. Rồi, họ mới ra, nhưng mà khi mà nó già rồi thấy nó khác á cả nhà. Khi nó già rồi em thấy, nói chung là nhìn cái lá hoàng kim mà cái cây cây bình lợi đúng không? Nhìn cái cây bình lợi mà ở ở cái chàn lá này nè, thì với để kế bên cây hoàng kim nó khác nha. Nó không giống. Mới nhìn nó, ủa sợ hai cái này sao giống dữ trời. Cái lá nó dài dài vậy. Nó dài dài nó làm sao á nè. Nói chung là nhìn là em thấy nó khác liền ha. Vậy là nó không có giống. Nó không giống. Rồi, dạ nè, khoan khoan. Để chị để cái bình lợi cho coi nè. Rồi. Rồi cây bình lợi, cây hoàng kim nè, em so sánh cái lá già của nó nè cả nhà. Nó không có giống nè. Ha. Rồi mã số 2 ha cả nhà. Tiếp theo mình tới cây mã số 3 luôn. Mã số 3 là cây bình lợi nè. Cây bình lợi để bệ đi. Hàng này là hàng chưa tết nè cả nhà, để bệ nè. Chậu này chậu hai tắc lọt lòng nè. Đó, rồi gốc gốc này là gốc nhớt luôn nha cả nhà. Rồi, cho em xin thông số. Cây này là 250 nha. 250 ngàn. À, cây này là gốc nhớt nhưng mà ghép già mùa rồi nha. Dạ. Chiều cao. Cao là 50. 50 chiều cao. Trời ơi, giờ đâu đo gốc, đo gốc gì? Đo chi? Dạ. Nè, cái con bệ là nó bự bằng cái chậu 2 luôn nè cả nhà. Còn em quay cái vàng nút nè, cái vàng nút cả nhà. Cây này là cây đôn lại một lần rồi nha. Hàng này là hàng chưa tết nha cả nhà. Đó, vàng nụ kim của nó nè. 250 nha. Dạ. Một cây số 4 là cây siêu bông bình lợi đế bí nha cả nhà. Đế bí cả nhà ơi. Đế bí nha. Cây hồi nãy đế bệ, cây này đế bí nè. Rồi. Rồi. 6 múi. Dạ. Cây này là 250 ngàn nha. 6 múi luôn hả? 6 múi. Cây 6 múi luôn cả nhà. Chiều cao. 42. Rồi, chiều cao là 42, hàng này là cũng là hàng chơi tết. Hàng chơi tết luôn. Dạ. Mấy cây nào chơi tết. Cả nhà. Đây em quay gần hút nụ cả nhà mình coi. Rồi một cây Tân Châu bãi tạo nha. Dạ, giỏ Tân Châu mã số 5 cả nhà. Rồi cái cây này là 4 bo nha cả nhà. 4 chột mình số... ghép tược nè. Cây này là 500 nha. Dạ 500 ngàn bo xích. Cây ghép tược nha cả nhà. Dạ. Cây này là cây ghép tược chứ không có phải mà ghép đóng vô đây nha. Dạ. Cho nên là chắc chắn một điều cái cây này đã sống 100% và tốt rồi. Dạ. Mình mới ghép vô nha. Dạ. Cái bo này nó cũng dài hơn gang tay của em nhiều luôn cả nhà. Đúng bãi tạo luôn nè ha. Chị đo em cái hoành đi. Cái hoành gốc hả? Rồi. Gốc vườn cả nhà, có củ đế luôn nè. Rồi mã số 5 mình vô lưu. Cái cọ 58. Hoành là 14 rưỡi. 14 rưỡi. Dạ. Cái cũ là 23. Rồi đây cả nhà thân cảm một vòng nè. Rồi 500 ngàn bao ship nha cả nhà, giỏ Tân Châu của chú Bài Tạo nha. Rồi mã số 6 là một cây giảo hoàng kim nữa nha cả nhà. Em cũng ghép là 3 bo, đế là đế nôm nha. Dạ rồi. Đế là đế nôm như vậy cho mình hết nha. Đế nôm. Rồi. Cây này là em bán là 500 luôn nha cả nhà. 500 ngàn luôn cả nhà. 500 luôn. Đế nôm. 27. 27. Rồi cái hoành thân. Hoành thân mình đã được là 12 cả nhà ơi. 500 ngàn bao xíu luôn nha. Mã số 6 nha cả nhà. Giảo hoàng kim. Một cái giảo hoàng kim nha. Dạ. Bông nó là từ 20 mấy đến 40 cánh nha. Dạ. Rồi cây này là cây số 7 là một cây siêu bông ngọc phát nha cả nhà. Siêu bông ngọc phát cả nhà. Cây này là được ghép là 3 bo trên đây nè. Dạ, nhưng mà ba cái bo này giờ nó ra cái tàn hết tơn luôn. Nó bự rồi cả nhà. Nó ra tàn hết. Dạ. Siêu bông ngọc phát, bông của nó rất là to, bự và nhiều cánh nha. Dạ. Đó, anh chị mình có thể sệt lên siêu bông ngọc phát ha. Dạ. Chiều 8.000. 8.000 của nó là 52 tính 52. 50 đi. Dạ, góc vườn luôn cả nhà. Mình đã dàn dây cho cả nhà rồi nữa nè. 57, 57. Cao 57. Rồi, cái thân này cả nhà. Đó, thân nó nằm dài nè. Hoành mình đo được là mã số 7 nha cả nhà. Hoành mình đo được là 19 đi. 19 hoành cả nhà. 19 nha. Dạ. Đó, cây này là 19 nhưng mà nó có cái thế nằm rất là đẹp luôn nha. Dạ. Nó có cái thế nằm rất là đẹp luôn. Rồi. Cây ngọc phát mà mình ghép tầm khoảng 6 tháng là lên bông là chuẩn luôn, lên bông đẹp luôn á nha. Ừ. Nó nở 6 nó mình ghép tầm khoảng 6 tháng là lên bông nhìn thấy ghiền luôn á. Dạ. Rồi cây giá này mình là 700 ngàn, ngàn nha. 700 ngàn bao ship luôn nha cả nhà. 700 là em bao ship luôn, ship chậu luôn cho mình nha cả nhà. Dạ. Mà cây này là mã số 7. Dạ. Rồi số 8. Mã số 8 cả nhà ơi. Mã số 8 là một cây giảo Tân Châu, Châu của chú Bài Tạo. Tạo nữa nha. Rồi. Cái hoành thân 21. 21 hoành. Rồi cái củ đây cả nhà. Củ đây bự đó. Đúng rồi. Củ tới 33 là. Cây này mình ghép cũng ghép chột 4 chột nè cả nhà ơi. Rồi cho em xin cái giá mình vô luôn cái cây này là 500 nha cả nhà. 500 ngàn bao ship luôn. Cây này là 500 đạm bao ship nha, ghép 4 bo cũng là ghép bo tược luôn nha. Dạ. Rồi cây này mã số 8 nha. Rồi một cây thọ hương mã số 9 nha cả nhà. Một cây thọ hương già mùa luôn cả nhà ơi. Cây này mình ghép góc vườn nha cả nhà. 99. 99 nè. Không đường thước nha, 99 nè. Rồi tháng ngang. 79. 79. Rồi cây này số 79. Đẹp luôn cả nhà ơi. Mã số 9 nữa chứ. Phải không? À đúng rồi. Ủa sao 9 đâu?
Rồi cái này về sao nó ơi, hơi tiếc không? 10 nha, nó không Thôi mình được lấy 10. hoành hoành chín chín đi. Chín hoành luôn. chín chín cho đẹp. Chín hết đi. Rồi, nha. Gốc này như đây. 99 rồi 90 hả? À, chiều cao 79 đúng không? À. Mã số 9, 8059 hả? Đâu? 8000 nhiêu? 79. 8079, chiều cao 99. Đúng, đúng không rồi. Chị? Đúng rồi. Rồi hoành là cũng 99 đó cả nhà. Hoành chín luôn đi. Rồi như chị. Hoành á là chín mấy á, mình dạ, tính 9.9 luôn. Em đặt 9.9 luôn cho thầy. Cái này là 800 nha. 800 ngàn hả? 800 là bao ship nha. Dạ. Cái này 800. Rồi cái này 800 ngàn. Đây là cây cúc thọ hương nha cả nhà. Cúc thọ hương. À. Nụ này số cả nhà. 9, cái gì nụ 99 kim. Hết đi. Ừ. Nha. Dạ. Cây này là 800 bao ship. Rồi. Diện chính hết nhưng mà giá chỉ có 800 thôi. Không quên kêu chính tâm luôn ta. Thôi 800 được rồi. Mã số 9 nha cả nhà, cúc thọ hương. Một mã số 10. Mã số 10 tròn do luôn. Rồi 8 ngàn. 73. 73 cả nhà ơi. Cái này là một cao cây cao là 83. Dạ. Gốc vườn nha cả nhà, một cây cao như 73. Ủa ủa cây, cao cây 83. Mai. Dạ. À, ngang 73. Cao 83 ngang 73 rồi. Cây bạch mai nha cả nhà. Hoành là 17. Hoành là 17. Không có tính hoành cũ nha. Dạ, thân lắc nhẹ một chút xíu nè cả nhà. Cái gốc vườn. À, cái này là bạch mai tân tân nha cả nhà. Bạch mai tân tân. Cái này là mã số 10 nha cả nhà. À, như chị ơi. Em nha, cây này là 1,2 triệu nha cả nhà, em bao phí. 1,2 triệu bao phí ship luôn. À, cũng có dàn dây cho cả nhà luôn rồi. Ở gần thì ví dụ cả nhà ở trong miền Tây thì em có thể bớt chút đỉnh cho mình nha. À. Tại vì giá em đang bán là cái giá này là phải ra tới miền Bắc đầu luôn dạ. Á. Tại mình tăng cái giá này lên. Rồi là toàn quốc nhưng dạ. Mà khi mà mấy chị mình ở gần xíu ở trong miền Tây miền Nam á thì dạ. Em sẽ ship nó rẻ hơn, em sẽ bớt chút đỉnh lại cho mình nha. Dạ rồi. Rồi cảm ơn. Bạch mai tân tân đó là bông của nó là 8 đến 12 cánh nha. Bông cũng bự đó mấy chị ha. Cái nó nuôi dễ lắm. Dạ. Nuôi dễ lắm. Dạ. Em thấy cái đọt nó vẫn còn nguyên nữa thấy không? À. Nó đâu có bị cháy đọt đâu. Vậy là mình nuôi ngoài nắng vẫn ok không chị? Dạ. Thấy không? Cái thọ dạ. Nó vẫn còn nguyên à, nó không có phải giống như mấy cái loại kia. Cái loại kia nó chát cái đọt hết trơn à. Dạ. Cuối clip á thì hôm nay thì em cũng còn một số mã số đó. Thì em lên á, thì cả nhà xem được cái nào á thì ủng hộ giùm em nha. Dạ. À, em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Dạ. Thì bên em hiện tại á, dòng nào cũng còn hết trơn á. Dạ. Nhưng mà có những loại đẹp, cái nào đẹp thì em sẽ nói à cái lô đó nó còn đẹp. Còn cái lô nào xấu thì em vẫn nói là nó còn xấu nha. Dạ. Chứ yên tâm đi, chứ không phải là bán mai cặn mà cái cặn mà cũng đem bán người ta đâu. Dạ. Anh nên cả nhà yên tâm nha. Dạ. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Dạ, em cảm ơn cả nhà đã xem hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.